Rồi, chúng ta sẽ đi phát triển cái phần mềm như sau là quản lý bể bơi Java này. Thì đề bài yêu cầu thì chúng ta sẽ xây dựng một cái hệ thống phần mềm để quản lý cái bể bơi ở Hà Nội. Yêu cầu nghiệp vụ là như sau. Một là thiết kế một cái lớp ticket gồm các thuộc tính sau là mã vé. Thì các bạn chú ý cho thầy là mã vé nó phải được sinh tự động gồm các ký tự từ A đến Z và từ A đến Z hoa và từ 0 đến 9. Tiếp theo nữa là nó có độ dài là 6 ký tự. Và tiếp tục nữa là họ tên khách hàng, địa chỉ, ngày đăng ký, ngày kết thúc và hình ảnh khách hàng và giá tiền. Đây là với trường hợp mà sử dụng là mua vé tháng đấy. Còn thiết kế vé theo ngày là daily ticket thì quản lý vé ngày gồm các trường các cái thông tin này là mã vé, ngày mua và mã khung giờ. Tiếp tục là tạo một lớp quản lý khung giờ thì gồm các cái trường thuộc tính là giờ bắt đầu, giờ kết thúc và mã khung giờ sinh tự động gồm hai ký tự từ 0 đến 9, giá tiền với cái vé ngày. Thì các bạn để ý cho thầy này, cái khung giờ ở đây ví dụ như một ngày ấy, nó chia ra thành bao nhiêu khung giờ, thì chú ý cho thầy là các cái khung giờ này cũng không được trùng ngày nhé, nhưng trong thời thì cái này thì chúng ta tạm thời là tự quản lý nó thôi. Tạo lớp quản lý quá trình sử dụng bể bơi là gồm có mã vé và mã khung giờ thời gian vào. Thì yêu cầu thiết kế các lớp đối tượng trên, tạo các hàm tạo, bộ getter, hàm nhập và hiển thị, thực hiện các menu chương trình sau. Chúng ta sẽ thiết kế ra những cái class về thằng string area để quản lý danh sách bể bơi ở Hà Nội và cập nhật thông tin quản lý của bể bơi, mua vé tháng vào bể bơi, trường hợp khách không có vé thì tạo vé ngày cho khách, thống kê số tiền thu được theo một khung giờ nhập vào với vé ngày, còn năm là thống kê doanh thu một tháng bất kỳ nào đó và sáu là thoát chương trình. Mã vé là duy nhất, đây mã khung giờ là duy nhất. Rồi ok, cái này thì khá là dễ thôi. Chúng ta sẽ đi thiết kế. Ở chỗ này chúng ta cần lưu ý cho thầy mấy cái trường hợp này. Một là trường hợp nó sinh ra các cái mã ngẫu nhiên gồm các ký tự từ A đến Z và từ 0 đến 9 với cái phần mã vé, và mã khung giờ thì nó sinh các số ngẫu nhiên từ 0 cho đến 9 gồm hai ký tự. Và các bạn chú ý cho thầy là các cái trường hợp là mã vé ở đây này, từ trong cả trường hợp mã vé tháng và mã vé ngày không được phép trùng nhau. Và mỗi một cái mã vé này là duy nhất và cái mã khung giờ cũng sẽ phải là duy nhất. Các cái này nó sinh tự động nên các bạn phải code được cái chương trình gen tự động về các cái mã này. Cái này thì thầy nghĩ là nó thực ra cũng không khó đâu nhé, nó cũng khá là basic thôi. Chúng ta cần phải biết cách gen ra được các cái mã, cái phần cái mảng quản lý các cái ký tự này, chúng ta cần phải làm được nó nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ lần lượt xây dựng các cái chương trình như sau. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra cái backkit cho cái project này. Chúng ta đặt nó là thằng lesson. Lesson 15. Mê. Rồi, cái đầu tiên các bạn thiết kế cho thầy như sau. Cái phần này các bạn có thể nghiên cứu về cái cách tạo các cái kế thừa. Ví dụ như các bạn quan sát xem giữa cái thằng vé ngày và vé tháng này xem nó có cái gì chung không. Một là nó sẽ chung về cái mã vé này nhé. Hai nữa là họ tên khách hàng, địa chỉ thì cái này không cần, hai cái khác nhau. Thì địa chỉ, còn cái thằng này mã vé, ngày mua và mã khung giờ. Thì thằng này cũng có ngày đăng ký và ngày kết thúc, nó chung với nhau là cái cùng cái ngày đăng ký. Đây, giá tiền, mã khung giờ nó khác nhau như thế. Thì các bạn có thể tạo ra cho thầy một cái lớp ticket chung. Đây, các bạn có thể tạo ra một cái lớp như sau là lớp ticket. Lớp ticket này là sẽ là cái lớp mà dùng chung cho cả hai thằng, nó sẽ gồm có hai cái trường, một là trường mã ticket thì chúng ta gọi nó là một cái code cũng được, và hai nữa là cái các bạn để ý cho này, cái ngày đăng ký thì nó đều chung. Thì ở đây ngày đăng ký thì các bạn có thể
Ở đây thì các bạn có thể thực hiện cái dữ liệu theo kiểu là kiểu date cũng được. Đây, chúng ta sẽ lấy ra được cái ngày đăng ký. Còn tùy nhé, trong trường hợp mà nếu các bạn dùng ngày đăng ký ở đây là theo kiểu string thì nó sẽ khác. Còn nếu mà các bạn dùng theo kiểu date ở đây cho này. Đây là cái ngày đăng ký này, register. Thế là ngày đăng ký ở đây. Chúng ta cứ lưu theo kiểu này cũng được tùy. Một là các bạn lưu theo kiểu dữ liệu là date này. Thì khi mà nó sẽ gặp cái trường hợp là khi các bạn nhập cái ngày này vào thì lúc đấy các bạn sẽ phải convert được cái dữ liệu từ cái chuỗi nhập vào ra kiểu date này cho thầy thì chúng ta mới có thể làm được. Đấy là trường hợp này, sau đó là các bạn sẽ gen ra các cái hàm tạo. Ở đây chúng ta gen toàn bộ là hàm tạo không đối. Sau đó là gen các cái bộ getter. Ở đây. Rồi. Như thế này. Thì các bạn để ý rồi, do cái mã code này là nó gen tự động nên thành ra chúng ta không cho hàm set nữa mà chúng ta sẽ viết một cái hàm tự động gen cái mã code đấy luôn. Thì các bạn có thể viết cái hàm public void generate, gọi là auto generate code chẳng hạn. Chúng ta viết cái hàm này, sau đó các bạn là sẽ viết cho thầy cái hàm sinh tự động auto generate cái mã đó theo cái yêu cầu đề bài nhé. Thì đây là cái phần chúng ta sẽ cần phải làm. Về cái phần vé này thì nó cũng sẽ có cái trường hợp là khi các bạn là người ta đến mua vé thì các bạn có thể tự cho cái ngày đăng ký này, lấy cái giờ hệ thống cũng được, tùy cái đấy cũng được. Còn nếu không các bạn cho phép nhập vào theo cái format cho các bạn tự convert nó ra nhé. Thì đấy cũng là một cái cách chúng ta cần làm. Thì trước tiên là để làm được cái này chúng ta sẽ viết một cái hàm thực hiện cái quá trình sinh tự động ra cái mã code đó. Thì chúng ta sẽ viết cái hàm này sau là đầu tiên. Thì các bạn để ý cho thầy này, việc đầu tiên để gen tự động của nó các bạn có thể viết ra một cái mảng ký tự ở đây, list ở đây chẳng hạn như thế này. Sau đó ở trong này nó sẽ chứa danh sách các cái ký tự tra ở đây. Thì ở đây các bạn có thể dùng cdit ở đấy, new array. Chúng ta sẽ đưa tất cả những cái ký tự mà nó có thể generate vào trong cái này để sau đó chúng ta sinh ngẫu nhiên cho cái hệ thống này chẳng hạn. Thì ở đây các bạn để ý cho thầy này, bài toán đặt ra ấy, là các ký tự ở đây nó sẽ phải gen là không được phép trùng lặp nhau. Các bạn cần làm, tất nhiên là thực ra là cái về phần gen này nó sẽ có giải thuật gen đấy các bạn, chứ không phải là nó phải có giải thuật gen. Nếu không các bạn random thì cũng là một cách. Thì ở đây thầy hướng dẫn cho các bạn cách làm random thôi. Còn là bình thường những cái này thì thường là nó sẽ gen theo thứ tự, các ký tự từ A đến Z, xong từ A hoa đến Z hoa nó sẽ gen lần lượt, thì nó sẽ tăng dần, nó sẽ gen, nó sẽ xác định ra cái thành phần nào được gen đầu tiên. Ví dụ như 6 ký tự chẳng hạn, nó sẽ đánh index ở 6 vị trí lần lượt. Có thể là bởi vì cái code này các bạn để ý cho thầy này, cái code này nó sẽ gồm có 6 cái ký tự. Do đó đây cái code này nó sẽ gồm có 6 ký tự này. Thì các bạn để ý cho thầy các ký tự ở đấy lần lượt các bạn có thể đánh là a chẳng hạn, a này, a a a a đây. Ví dụ như 6 ký tự nó theo cái mã này nhé. Thì ở đây các bạn sẽ thấy được là tất cả các cái thằng, thầy lấy ví dụ như a đây, nó tuân thủ theo cái nguyên tắc là từ ký tự a đến z này, từ a hoa đến z hoa, hoặc là từ 0 cho đến 9. Về cái này ấy, thông thường người ta sẽ không gen ngẫu nhiên đâu, bởi vì gen ngẫu nhiên thường là nó sẽ dễ gặp lỗi lắm. Thứ nhất là gen ngẫu nhiên thì thường nó sẽ gặp lỗi là ví dụ như nó gen trùng ra chẳng hạn, thì lúc đấy cái này các bạn lặp lại để tìm ra cái số không trùng nó rất là mệt. Bởi vì trong trường hợp nếu như mà cái này nó đã đi gần về đích rồi ấy, mà chúng ta gen ngẫu nhiên thì rất khó để tìm. Thì thường nó sẽ hay đánh
cái thứ tự là cho bọn này, ví dụ như cái mảng ở đây gồm các ký tự từ A đến Z, từ A hoa đến Z hoa, xong nó lưu tất cả cái mảng này vào phần mảng chẳng hạn, nó sẽ lưu lại cái vị trí là bọn này đã lưu cái thằng một là ở đâu, một đang ở vị trí nào, hai đang ở vị trí nào, nó tăng cái phần tử này lên dần dần, sau đó tăng rồi nó lặp lại thì nó sẽ tăng cho cái thằng này lặp đi, cho thằng này nó sẽ thay đổi này nhé. Thì về cách làm đấy thì nó hay hơn. Ở đây các bạn có thể làm một hai trường hợp, ví dụ như thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng nó theo đúng thứ tự chẳng hạn. Ví dụ như ở đây chúng ta gen thật chứ còn gen ngẫu nhiên, thì thầy nghĩ là ở đây gen ngẫu nhiên nó sẽ gặp cái trường hợp là ví dụ như cái số ngẫu nhiên ở đây này là A đến Z, A hoa đến Z hoa 0 đến 9, giả dụ như cái mã vé này nó được gen quá nhiều rồi, nó lên đến hàng hàng triệu số rồi ấy, thì cái việc mà gen trùng các cái số đã chưa có trước đó ấy, thì nó rất là dễ, thì lúc này chúng ta rất khó có thể thoát khỏi cái vòng lặp random. Thế thì bài toán để thực hiện quá trình gen chuẩn ấy, mà không gặp lỗi thì thầy sẽ hướng dẫn cách làm thật đấy đi nhé. Việc đầu tiên là các bạn cần phải khởi tạo, trước khi làm được cái đấy thì các bạn cần phải khởi tạo được các cái mảng dữ liệu trước đã nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện quá trình làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ for cho thầy các ký tự ở đây, thì ở đây chúng ta sẽ đưa nó về kiểu chẳng hạn là int gen, đầu tiên là ký tự từ A cho đến int ký tự là Z chẳng hạn như thế này. Sau đó chúng ta sẽ lưu cái clip này lại, nó chứa cái danh sách các cái mảng phần tử này. À, ở đây chúng ta sẽ cho nó vào đây, chúng ta ép cái kiểu này lại, ký tự C. Rồi bước đầu tiên là các bạn gen được như thế này rồi. Ở đây ký tự à quên, thầy nhầm y. Thì các bạn làm như thế này, tương tự với các ký tự chữ cái hoa A đến Z, và tương tự như thế các bạn gen cái thằng này với các cái phần số kể từ 0 cho đến 9 cho thầy. Thì lúc này cái mảng clip của các bạn ấy nó sẽ chứa danh sách các cái tức là cái thằng clip này này nó sẽ chứa tất cả các ký tự từ A đến Z, từ A hoa đến Z hoa và từ 0 cho đến 9. Thì trong trường hợp này các bạn có thể lưu nó dưới dạng, nếu mà làm như thế này ấy, mỗi lần auto generate code thì cái thằng này nó lại được tạo lại một lần, thì thông thường do cái thằng này nó là cố định rồi thì các bạn nên có thể tạo ra một cái mảng tĩnh cho nó, static chẳng hạn ở đây là lead character, các bạn có thể dùng cái thằng này thì gọi là clip bằng new array lead ở đây chẳng hạn, có nghĩa là nó gen một lần thôi, nó khỏi bị mất công. Thì trong cái trường hợp nó gen một lần này này, các bạn có thể đẩy nó vào trong cái, để ở đây cũng được tùy, các bạn sẽ kiểm tra như sau. Nếu nó chưa được gen ấy, các bạn sẽ viết cái thằng cho nó tự động gen cái này như nào, các bạn có thể viết nó như sau: private static void. Cái này các bạn thực hiện quá trình cho nó là auto generate character trước đã. Character trước tiên là chúng ta cho nó gen cái này. Các bạn sẽ kiểm tra là nếu như cái thằng clip chấm size mà lớn không thì có nghĩa là cái này nó đã được gen rồi, chúng ta dịp hơn đi. Trong trường hợp mà nó chưa được gen thì chúng ta cho nó cái đoạn code để gen ra các cái ký tự đấy bằng cách như sau. Đây chúng ta xóa cái này đi. Đây cho nó thực hiện quá trình generate cái này trước tiên đã này. Là lúc đấy chúng ta được cái mảng clip này rồi. Mảng clip này đã chứa danh sách tất cả các ký tự, các bạn có thể gọi nó ở chỗ này. Auto đây generate character ở đây chính là cái thằng này, hàm này sẽ thực hiện là add tất cả các cái ký tự từ A đến Z, hoặc là từ A hoa đến Z hoa, hoặc là từ 0 đến 9 theo cái yêu cầu đề bài nhé. Đây là việc đầu tiên.
vì chúng ta dùng nó theo kiểu static nên nó chỉ áp một lần thôi, lần sau chúng ta không cần, nó sẽ không gọi lần nữa, nó sẽ tự check ở đây và nó sẽ dừng nhé. Và bây giờ các bạn sẽ code cho thầy code một cái chức năng để sinh ra cái code tự động nhé. Thì các bạn để ý cho thầy này, vì cái cấu trúc của cái code này này, cái code này nó có độ dài là 6 ký tự, 6 ký tự, nên các bạn có thể hình dung ra cái chuỗi đấy nó được tuân thủ theo cái quy tắc như sau là a a a a chẳng hạn, a a trong đó a ở đây là các ký tự từ a đến z, hoặc là từ a hoa đến z hoa, hoặc là từ 0 cho đến 9, đúng không? Thế thì nếu mà gen tự động ngẫu nhiên thì là các bạn sẽ chọn ngẫu nhiên một ký tự trong phần select. Ok, nếu nó chỉ gọi là mấy phần tử thôi ấy, thì nó sẽ không bao giờ gặp lỗi. Trong trường hợp mà nếu như các hệ thống này của các bạn gen rất là nhiều, khoảng độ 1 tỷ cái code rồi ấy, thì lúc một chỉ cần 1.000 hay đến 1.000.000 thôi, thì lúc đấy cái code đấy, các cái code về sau gen rất dễ bị trùng với cái thằng trước. Chính vì thế để làm được cái việc này thì người ta thường sẽ làm như sau, thì có thể ghi ra thành static int, người ta sẽ lưu được cái vị trí xuất phát của nó ở đây. Ví dụ như thầy đặt nó là index 0, tức là các bạn để ý cho thầy này, thầy sẽ lưu ra cái vị trí index của từng cái thằng này. Đây được gọi là index 0 này, đây gọi index 1 này, đây index 2 này, index 3 này, index 4 này, index 5 này nhá. Thì các bạn có thể làm, hoặc một là làm cái kiểu đấy, hai là các bạn dùng một cái list để quản lý các cái index cũng được, người ta gọi integer, gọi là index list bằng new array list này. Đây. Đầu tiên là các bạn cũng lại gen cái này, các bạn cũng lại lưu lại các cái vị trí index tại cái thời điểm hiện tại chẳng hạn như thế này, đúng không? Thế thì các bạn để ý cho thầy này, nó sẽ lưu lại cái index tại cái thời điểm tiếp theo sẽ được gen đi nhé, để chúng ta lưu nó ban đầu là 0 0 0, thì lúc đấy các bạn để ý cho thầy này, chúng ta sẽ for một vòng từ 0 cho đến cái index này, ban đầu của nó đang là không có cái gì cả, vậy chúng ta cho nó chạy ở đây đi, thì index add các bạn sẽ gắn cho nó bằng không. Index bằng không ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là tại cái vị trí của cái thằng này này, a này, nó sẽ nhận các cái ký tự đầu tiên ở đây trước tiên này, là nó nằm ở trong cái mảng select này này, tức là từng cái index list này này nó chỉ đến cái vị trí, nó sẽ lấy cái ký tự trong cái mảng select ở đây nhá, ý là như thế. Thì lúc đấy các bạn sẽ lấy được cái code như sau này, code ở đây các bạn sẽ để ý cho thầy này, cái code đấy của các bạn, ban đầu code của chúng ta nó sẽ là một cái chuỗi rỗng, sau đó các bạn chỉ cần for, các bạn sẽ for qua cái thằng index list này chấm size ở đây đấy, vậy là lúc đấy các bạn sẽ lấy được cái code cộng với bằng ở đây nó sẽ là cái thằng select chấm get, là lấy ra cái vị trí index của từng cái phần tử này nó sẽ được tăng lên là index list chấm y như thế này đấy, là nó sẽ trả về cho các bạn là cái ký tự của cái thằng này. Ở đây code của chúng ta là chuỗi string, thì cái thằng này nó là dạng ký tự, ok không sao cả, chúng ta sẽ convert cái này về string chấm value, ở đây nó sẽ là ký tự và đây chúng ta sẽ biến nó về dạng ký tự ở chỗ này. Ok, string select chấm get ở đây index list y, index list y là nó sẽ trả về cái ký tự. Đây chúng ta sẽ lấy được cái int current index, tức là cái vị trí tiếp theo nó sẽ lấy là gì? Nó chính là của cái thằng đây, cái index list này, index in list chính là integer đúng rồi, current index, ok thì check lại xem
Index lead đi. Đây đúng rồi. Sao lỗi? Ở đây của chúng ta sẽ có index add không, đúng rồi. À quên, sorry bạn, cái này nó phải là get. Quên mất. Đây. Như thế này là các bạn sẽ lấy ra được cái vị trí current index mà nó sẽ được gen ra này, sau đó là nó lấy được cái code này. Thì các bạn để ý cho thầy là sau khi làm được cái việc này ấy, chúng ta sẽ thực hiện cái quá trình là làm như sau. Lúc đấy các bạn để ý cho thầy nhé. Cái công việc lúc đầu là chúng ta là đã ok rồi, và nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ sau mỗi lần nó gen, các bạn cần phải tăng cái vị trí index của cái bọn này lên này. Thì ở đây các bạn sẽ for lại cho thầy là chúng ta sẽ lấy cái vị trí, cái này lúc đấy cái phần index lead.size trừ đi 1, cái này nó sẽ là lớn hơn 1 không. Các bạn sẽ phải dịch ngược lại từ cái cuối của cái mảng index list này, lùi về phía bên trước. Tại sao lại như thế? Bởi vì các bạn để ý nhá, tưởng tượng như thế này này, cái index list của các bạn ấy ban đầu nó sẽ lưu là 0 0 0 đến đây 0 chẳng hạn. Khi mà nó nâng cấp một cái phần tử này lên, tức là nó sẽ thực hiện về ý nghĩa của cái giải toán này, là sau khi các bạn đã thực hiện quá trình generate ra xong một cái code đấy rồi, thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ là tăng cái vị trí index của thằng này lên một đơn vị. Có nghĩa là lúc đấy nó sẽ, lần sau các bạn lấy nó sẽ trỏ sang cái phần tử tiếp theo trong cái thằng send list này, này nha. Các bạn sẽ làm nhiệm vụ như thế. Thì một khi mà đã tăng ở đây lên, thì các bạn chú ý cho thầy là các bạn phải kiểm tra được là nếu một khi cái thằng này nó đã về cái index vượt quá cái số phần tử trong mảng send list này, này, thì lúc đấy các bạn cần phải kiểm tra cho thầy là như sau, là vị trí này một khi nó đã vượt quá cái độ dài của mảng send list này thì nó sẽ được reset về cái giá trị không ban đầu, và sau đó nó sẽ phải tăng một cái đơn vị lên cho cái phần tử về sau này, là phần tử trước đó phải được tăng lên một đơn vị nhé. Ý nghĩa là như thế. Thì cái cách làm đấy là như sau. Thì ở đây các bạn để ý cho thầy này, chúng ta sẽ tăng lên một cái đơn vị cho cái phần tử trước đó đây. Rồi đây chúng ta sẽ kiểm tra như sau. Các bạn sẽ kiểm tra là nếu như cái thằng index lead.getY, cái thằng này mà nó lại nhỏ hơn, tức là ở đây chúng ta sẽ, nếu mà trường hợp nó nhỏ hơn cái thằng thằng clip.size, thì nhỏ hơn thì đúng rồi, nhỏ cái này mà nhỏ hơn trừ 1 thì lúc đấy các bạn break ra, có nghĩa là nó đang ok, không vấn đề gì cả. Trong trường hợp mà nếu mà nhỏ hơn, ok, đây lớn hơn bằng, chỉ cần là nhỏ hơn cái clip.size này thì chúng ta break ra. Còn trong trường hợp nếu như cái thằng này này giá trị của nó mà lớn hơn cái thằng clip.size này, thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ như sau, và các bạn sẽ set cái thằng vị trí hiện tại này của nó về 0. Lúc đấy các bạn dùng thằng index list.set này, các bạn set ở cái vị trí y của nó về cái giá trị là 0. Đấy, sau đó là các bạn bắt buộc phải cộng một cái set lại cái giá trị cho vị trí trước đó là cái thằng này. Và các bạn sẽ lấy cái thằng index list.get y trừ 1, các bạn tăng lên cho nó một đơn vị như thế này đấy, về như thế là nó sẽ chạy được thôi. Và chú ý cho thầy là cái chỗ này này, các bạn cũng nên kiểm tra là trong trường hợp này các bạn sẽ phải cho cái thằng này là lớn hơn 0 này. Còn bằng 0 rồi chúng ta không cần for nữa đâu, bởi vì một khi nó bằng 0 rồi chắc là nó cũng
một khi mà nó đã về không mà còn lại lớn hơn cái kia thì coi như cái chuỗi đấy cũng đã được in hết rồi. Như này là chúng ta đã xong rồi nhé. Cái chỗ giải thuật này các bạn có hiểu không? Ok thầy, tại vì thầy không để ý được cái phần chat nhé. Cái phần này đây này, thầy hướng dẫn lại cho nhé. Giả dụ ở đây các bạn để ý cho thầy này, cái sinh khí trong trường hợp này nhé, các bạn có thể hình dung như sau này. Ban đầu thì thầy sẽ đây, cái tức là cái cốt này này nó sẽ gồm có là 6 ký tự này, thì mặc định ban đầu thầy sẽ cho tất cả các cái vị trí cốt đầu tiên được gen ra sẽ là lấy từng cái, tức là nó sẽ chứa cái index đầu tiên của cái thằng celit này nhé. Cái celit này nó sẽ là chứa tất cả các cái ký tự hợp lệ, mà cái tức là cái celit nó sẽ chứa tất cả các ký tự hợp lệ theo yêu cầu đề bài, mà tất cả tức là từng cái phần tử này này, từng cái phần tử vị trí này nó có thể nhận được. Thì thầy giả dụ là tất cả các cái đây, tất cả cái thằng này này, thầy sẽ giả sử là thầy dùng cái giải thuật như sau này, dùng giải thuật là từng cái vị trí A, thầy sẽ tức là đây thầy gọi nó là A1, A2, A3, A4, A5, A6. Thì ý của thầy thì các cái giải thuật của nó là A1 ở đây nhé sẽ được gen bắt đầu từ vị trí index 0 cho tới vị trí C đít chấm sai trừ 1. Tương tự như thế các cái thằng A1 đây, thằng A từ 1 cho đến 6 cũng sẽ từ thực hiện cái quá trình gen từ vị trí index 0 cho đến vị trí cdiff chấm sai trừ 1 này, và nó sẽ lấy tức là cái giá trị tại các cái vị trí index này, mục đích là như thế. Thế thì về giải thuật của thầy sẽ là như sau, là giả dụ sau khi nó gen ra lần thứ nhất, tức là nó gen ra lần thứ nhất này, thì lúc đấy thầy sẽ làm nhiệm vụ là tăng cái vị trí index của cái thằng tiếp theo ra. Ví dụ như lần 0 này thầy gen ra cái mã code đấy sẽ là a a a a a a, lần thứ hai thầy muốn là lần tiếp theo sẽ gen ra là a a a a a b, có nghĩa là ban cái phần đấy thầy sẽ thực hiện cái quá trình là tăng cái a6 này lên này, là vị trí index tại a6 tăng lên một đơn vị, tức là ban đầu của chúng đang là không hết đúng không, thì a6 lúc đấy từ không tăng lên một đơn vị, thì với cái vị trí index bằng 1 thì giá trị trong thằng celit lúc đấy sẽ là giá trị B như ở đây này. Tương tự như thế lần tiếp theo thầy sửa lại nó sẽ thành cái chuỗi mã code là A A A C nhé. Đến một cái lúc nào đấy chẳng hạn cái mã code nó được thay đổi tăng lên, đến một cái trường hợp nào đó nó sẽ tăng lên thành ký tự A A A A và ở đây là 9 chẳng hạn. Thì các bạn để ý cho thầy là lúc ở trường hợp bằng 9 này này thì index của các cái thành phần lúc đấy đang là 0 0 0 0 2 4 0, và cái phần tử trước cuối cùng của nó lúc đấy đang là celit chấm sai trừ 1 vị trí index này. Do đó lần gen tiếp theo của nó ấy, nó yêu cầu là cái chuỗi cần gen tiếp theo sẽ là a a a a b 0 à BA này, lúc đấy gen ra như thế này thì cái này nó ở vị trí index lúc đấy là 0 0 0 0 1 0 đây này, ý là như thế. Thì thầy sẽ làm nhiệm vụ là cứ ban đầu cứ tăng hết cái thằng này lên trước đã, xong tăng sau thì cho thằng này tăng tiếp này, thì chúng ta sẽ dùng cái giải thuật này thì cái việc mà nó gen ra cái thằng này nó không sợ bị trùng lặp, chúng ta cứ tăng đơn vị lên thôi nhá. Thì ý của cái giải thuật này là như thế, tương tự như thế nó lại tiếp tục tăng nữa, thì các bạn cứ dùng cái giải thuật tương tự như này để tăng lên thôi. BB nhé, thì lúc đấy index tương ứng của nó là 0 0 0 0 1 1,
ý giải thuật là như thế này. Đến một cái lúc nào đấy, cái giá trị tăng của nó lên thành a b 9 thì lúc này nó đang là 0 0 0 0 1 và chính là c lít chấm sai trừ 1 đây này. Thì lúc ở cái vị trí này thì nó sẽ lại tăng lên, sẽ thành là a c 0, thì lúc đấy vị trí index của nó đang là 0 0 0 2 0. Ý là cái quá trình, tức là chúng ta đang sử dụng cái giải thuật như thế này để thực hiện cái quá trình tăng ra cái sinh ra cái mã code này nhé. Đây là giải thuật mà thầy muốn dùng để sử dụng cho bài này cho nó đơn giản thôi nhé. Đấy, mục đích là làm kiểu này là để tránh trường hợp nó phun về cuối rồi ấy, lúc đấy lăn đong thì vỡ mồm ngay nhé. For cái clip nào chung? Phần này ok chưa? Đây nhé. Đây, code khá là đơn giản thôi. Cái code này chỉ là gen khởi tạo lúc đầu này, còn đây giải thuật của nó chỉ có thế này thôi, khá là đơn giản. Đây chúng ta có thể test luôn được cái này nhé. Giả dụ ở đây thầy sửa cái này thành static là chúng ta có thể test được luôn cái quá trình sinh này. Trong trường hợp này thì lại phải sửa cái code này lại thành static cho các bạn test nhé. Đây này, thầy sửa cái này lại để cho các bạn test cái giải thuật gen này. Đây. Ok, chúng ta sẽ gen cái mã code ở đấy như sau. Đầu tiên thầy sẽ dùng cái ticket này chấm auto generate này. Các bạn in cái mã code đấy ra không? Đây. Chấm code này. Đấy, tương tự như thế các bạn gọi lại cái này phát. Đây, các bạn nhìn nhé, nó sẽ in ra các cái kết quả như sau. Ok, đây thì check lại xem tại sao lại ra. Cái này thì ok rồi. Quên mất, chỗ này thì cần phải tăng nó lên một đơn vị. Ở đây của chúng ta sẽ cho nó là thằng index của cái thằng này, chúng ta cho bài toán tổng quát đi, index chấm size trừ 1, giá trị của nó sẽ là index list chấm get. Đây để cho cái nát index. Nat index sẽ là bằng cái này cộng thêm một đơn vị. Đây các bạn nhìn này. Đây các bạn nhìn nhé. Đấy, cái quá trình này nó sẽ gen ra cho các bạn thấy được. Ví dụ như ở đây thầy for cho khoảng độ một loạt ký tự chẳng hạn. Đây thầy for cho nó khoảng độ 50 một phát. Các bạn có cái đoạn này, các bạn sẽ thấy được là nó gen là chuẩn thôi. Đây các bạn nhìn này, đây đấy, cái này khá là nhiều, cái này gen ra như thế này là khá là ok rồi. Đây các bạn nhìn, nếu mà bài này thầy nghĩ là có thể, bài này thầy nghĩ là có thể bỏ qua đi chỉ nguyên chứa các ký tự này thôi chẳng hạn. Đây bởi vì a đến z với 0 đến 9 rồi, chúng ta không dùng thêm a hoa đến z hoa nữa chẳng hạn, làm nó sẽ hợp lý hơn. Thì ví dụ như thế này, đây các bạn nhìn, đây dữ liệu nó sẽ được gen như thế này, 0 đến 9 sau đó nó lại gen ra đây này, các bạn thấy này, nó về cái thằng 9 nó lại thành BA BB xong nó tăng lên như thế này. Đây là cái kết quả mà nó gen cái giải thuật ra thì nó sẽ không bị trùng nhé. Đấy,
thì phần giải thuật của nó chỉ thế thôi nhé. Chúng ta bỏ cái chỗ từ A1 đến Z3 đi cũng được, bởi vì cái mã này gen nhiều lúc chúng ta cho không phân biệt chữ hoa chữ thường đi, thì chúng ta bỏ cái này đi tùy. Còn nếu mà cần A đến hoa đến Z hoa như đề bài thì mở comment này ra thế là được nhé. Thế thôi. Như thế này là coi như các bạn đã xong cái phần gen được rồi. Bây giờ đến chức năng căn bản thôi, là tạo một cái lớp quản lý khung giờ. Bây giờ thầy sẽ sửa lại cái bài này một chút. Đây, chúng ta đưa về bài toán cũ. Rồi nhé. Rồi, test xong rồi thì chúng ta xóa này để không test nữa. Như thế này là coi như cái chức năng này của chúng ta là đã ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái vé tháng. Ở đây chúng ta đặt là măng. Rồi. Đầu tiên là các bạn sẽ cho nó kế thừa từ cái thằng ticket. Ở đây nó sẽ có thêm các trường thuộc tính như là họ tên khách hàng, string, customer name nhé. Tiếp theo nữa là ở đây là địa chỉ address là được rồi, ngày đăng ký đã có, ngày kết thúc rồi, ok. Và hình ảnh đây chúng ta có thể cho nó gọi là avatar đi cũng được tùy. Ở đây các bạn có thể dùng cái date này để quản lý ngày kết thúc, ở đây chẳng hạn là file rồi, ok. Tiếp theo nữa là chúng ta cho cái giá tiền là float price. Thực ra nếu mà giá tiền là Việt Nam thì chúng ta cho INT thôi, price. Ở đây chúng ta chỉ cần viết hàng tạo cân đối là được rồi, thì nghĩ không cần đến hàng tạo cân đối đâu. Rồi các bạn tạo ra các cái bộ vector cho thằng này. Rồi ok. Phần này đã xong, các bạn viết hàm nhập và hàm hiển thị cho nó là public void input nha. Thầy thấy ở cái đoạn này nó khó nhất là có cái chỗ generate cái này thôi, giải thuật gen ra các cái mã này khiến cho các bạn mất thời gian thôi nha. Chúng ta sẽ tạo ra cái bộ scanner. Scanner bằng new scanner. System.in. Rồi ok. Cái đầu tiên chúng ta sẽ cần làm là việc đầu tiên chúng ta cần làm là nó sẽ gen cái mã tự động ra là auto. Đây. Generate code, đây là cái phần này để gen tự động cái mã ra. Ở đây chúng ta sẽ vào enter cái họ tên khách hàng, customer name. Rồi ok, chúng ta vào tên khách hàng ở đây vậy, customer name nó sẽ bằng scan.neckline. Ok. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ vào cái địa chỉ enter address, địa chỉ cho khách hàng address bằng scan.neckline. Phần này là đã ok này. Tiếp theo nữa chúng ta cần vào các cái trường thuộc tính như sau là avatar luôn đi, nào nốt cái trường này. Enter avatar. Rồi ok, avatar thì đã ok rồi, chúng ta sẽ vào luôn cái giá tiền. Đây, cái giá tiền của chúng ta sẽ vào như sau là integer.addIn scan.neckline. Những này cho thầy là ok rồi. Và tiếp tục chúng ta sẽ nhập vào cái ngày mua và ngày đăng ký và ngày hết hạn. Register date. Thì các bạn đưa cái format cho người ta vào là gì để cho họ biết lối vào, ví dụ ngày, tháng này, năm,
là dụ vào như này để cho người ta biết được nhé. Thì ví dụ như các bạn khai báo một cái chuỗi register date str, các bạn dùng vào cái thằng scan.neckline là dụ như thế này. Sau khi họ vào sau cái này thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ là convert cái string date to đến cái kiểu dữ liệu date này cho thầy này nhé. Thì cái hàm convert đấy thì nó khá là dễ thôi. Thì các bạn lên trên mạng gõ cho thầy cái string date to date này trong Java, các bạn gõ cái này cái là nó ra luôn mà. Là nó có cái hàm để hỗ trợ cho bạn gen ngay cái này. Thì đây các bạn dùng ngay cái hàm ở dưới đây cái là xong. Đây các bạn dùng đến cái thằng simple format ở đây. Đây các bạn khai báo một cái thằng simple. Thì trong cái thằng này ấy, các bạn cũng có thể viết một cái hàm tiện ích dùng luôn cũng được. Ví dụ như ở đây thì xem cái bài này như thế nào này. Ở đây thì nó sẽ có cái liên quan đến ticket là có cái phần đấy và cái mã khung giờ thời gian vào. Rồi thiết kế lớp này, ok, quản lý quá trình dùng bể bơi, mã vé, mã khung giờ thời gian vào. Ok, thời gian vào thì thầy nghĩ là dễ thôi, tạo lớp quản lý khung giờ thì có giờ bắt đầu, giờ kết thúc, mã khung giờ, giá tiền với vé đó. Thì ở đây chắc nó chỉ cần có nguyên chỗ này thôi, ticket thôi. Thì các bạn có thể viết cho thầy một cái hàm convert này cũng được cho nó nhanh. Các bạn viết cho thầy một cái hàm public này, date này. Viết cho thầy một cái hàm convert string to date. Ở đây các bạn truyền vào một cái chuỗi str ở đây chẳng hạn. Các bạn viết một cái hàm simple date format bằng new simple date format. Thì ở đây các bạn đưa cái mẫu thời gian mà chúng ta dự định đưa vào để quản lý là gì, là ngày này, tháng này, năm, chúng ta lưu theo kiểu này chẳng hạn nhé. Thì lúc đấy các bạn sẽ dịch hơn về cái chuỗi này như sau. Đây. Và các bạn đưa cái chuỗi str vào. Như thế này nó sẽ trả về cho các bạn là cái chuỗi cần thiết. Ở đây các bạn có thể viết cái block ở đây. Trong trường hợp này thì chúng ta dịch hơn vào cái new date cho nó. Bây giờ hiện tại nếu mà lỗi lấy luôn cái hệ thống hiện tại như này. Thế là xong. Thì ở đây các bạn để ý cho thầy này, lúc đấy các bạn sẽ lấy được cái register date này, nó sẽ dùng cái hàm convert date này là các bạn đưa vào cái register đây nha, là nó sẽ đưa ra được cái kiểu dữ liệu date cho cái hàm này. Tiếp tục nữa là các bạn sẽ yêu cầu người ta vào cái ngày hết hạn expire date, kiểu dữ liệu đây, tháng, 5 năm. Đây. Sau đó chúng ta cũng dùng cho thầy một cái string. Có thể là code lấy luôn cái thằng này đi chẳng hạn, chúng ta gọi là thôi cho riêng nhỉ, string expire date str bằng scan.neckline. Sau đó là các bạn dùng cái expire date này. Dùng convert, gọi thông qua hàm convert này của chúng ta cái là ok thôi. Như này. Như thế này là coi như các bạn đã nhập vào được các cái dữ liệu của cái ngày đăng ký và ngày hết hạn rồi. Giá tiền cũng đã xong. Vậy là coi như các bạn đã viết xong cái hàm man ticket này rồi nha. Tiếp theo nữa là các bạn tạo ra cho thầy một cái lớp về daily ticket. Với thằng daily ticket này các bạn cũng cho nó kế thừa từ cái lớp ticket này. Bài này thầy tưởng dễ nhưng mà hóa ra là cho vào cũng là mất thời gian phết đấy. Rồi
Daily Ticket này thì các bạn cũng sẽ có mã vé ngày mua và mã khung giờ. Thì ở đây các bạn sẽ cần phải khai báo một cái mã khung giờ nữa. Ở đây thì cho stream mã khung giờ cái due date, duration. Chúng ta cần cái mã khung giờ này thôi. Trong cái phần này thì chúng ta sẽ gen ra như sau. Ok, các bạn tạo ra bộ cái setter cho nó. Rồi, các bạn chú ý cho thầy này. Trong cái thằng này thì các bạn nên viết hàm nhập luôn cho nó, public void input ở đây. Chúng ta sẽ lấy những cái nào có chung rồi thì chúng ta viết luôn, để không phải viết lại nó mất thời gian. Rồi, những cái này thì rồi, ok. Thì cái vùng này các bạn override nó lại. Override. Cái này thì gen rồi, bỏ đi. Rồi cái này chúng ta làm rồi thì cũng bỏ đi. Đây, cũng thế thôi. Đến cái chỗ này các bạn viết cái hàm input như sau. Super input giữ lại nguyên này. Cái này các bạn cũng gọi đến thằng super input này. Rồi, nhập dữ liệu đã ok. Ở đây thì các bạn chỉ cần nhập thêm cho thầy duy nhất cái liên quan đến mã khung giờ thôi. Các bạn code cái này. Viết cái này. Rồi, chúng ta yêu cầu người dùng vào cái mã khung giờ, enter duration. Code cái mã khung giờ là gì? Thì ở chỗ này các bạn sẽ yêu cầu người ta vào scan.make line. Phần này là coi như chúng ta đã xong nhé. Đây, cái chú ý cho thầy này, cái đoạn này là cái duration code này các bạn vào nó phải chính xác này, cái đoạn này chưa validate nhé, tạm thời chúng ta bỏ qua rồi chúng ta validate sau. Như thế này coi như chúng ta đã xong cái phần khởi tạo ra class object về ticket, daily ticket rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái lớp quản lý khung giờ. Các bạn viết cho thầy một cái class ở đây là duration time. Thì cái duration time này thì dễ thôi, nó sẽ gồm các trường thuộc tính như thế nào, một gồm các thuộc tính như là giờ bắt đầu, giờ kết thúc. Ở đây các bạn là đầu tiên khai báo cho thầy cái thằng string duration code, sau đó là ở đây là phải gồm các trường thuộc tính là giờ bắt đầu, các bạn cho int form time, rồi đến to time, một cái khung giờ nó sẽ gồm cái này, thành phần đó. Rồi giá tiền cho cái khung giờ này là bao nhiêu, int price, như thế này là được rồi nhé. Chú ý cho thầy là cái việc gen cái mã duration code này nó cũng gen giống cái giải thuật của cái thằng ticket này thôi. Các bạn là copy cho thầy cái thằng này sang, giống thầy chẳng khác gì. Easy fork. Nên code được cái trên là cái dưới này các bạn cũng không cần suy nghĩ. Sau đó các bạn chỉ cần vào đây copy hệt cho thầy hai cái đoạn code gen này. Một là cái này, đây copy cho thầy là được, cũng chả cần phải mất công suy nghĩ gì cả. Chúng ta chỉ sửa lại một chút thôi, là ở trong cái thằng này, cái thằng cbit này nó sẽ chỉ có chứa các ký tự từ 0 đến 9 thôi, nên thành ra chúng ta hủy cái này đi. Đây, theo đề bài ở đây nó chỉ lưu các ký tự từ 0 đến 9, thế thì ở đây các bạn chỉ cần lưu mà nó chỉ có hai mã thôi, các bạn cho sửa lại cái chỗ này thành như thế. Vậy là coi như cái ở đây chúng ta giữ nguyên không khác gì. Ở đây các bạn chỉ cần sửa lại cho thầy thành duration code. Như thế này. Vậy là coi như xong, hầu như code không ảnh hưởng gì cả. Ở đây cái phần mô tả này các bạn có thể sửa lại cho thầy một chút cũng được. Nó là A1 và A2 thôi, các ký tự chạy từ 0 đến 9 để mô tả cho người ta hiểu. Đây, các ký tự chạy từ 0 cho đến 9, cái thằng này từ 1 cho đến 2 chẳng hạn, index sẽ chạy từ 0 cho đến CD, hầu như không thay đổi gì cả. Cái lời giải thích các bạn có thể xem giống như với cái trường hợp trước, cách giải thích nhé. Đây, code như thế này là hoàn toàn giống nhau, không khác gì cả nhé.
chúng ta đã code cái kia đúng rồi thì cái này các bạn không cần suy nghĩ, chỉ cần sửa lại cho thầy đúng yêu cầu đề bài phần generate thế là được rồi nhé. Ở đây chúng ta sẽ gen ra một cái hàm tạo không đối, sau đó là gen các bộ getter trong cái thằng này đây. Thì ở đây có cái thằng select này với cái này các bạn bỏ đi vì nó là static, chúng ta không cần gen. Sau đó các bạn viết cho thầy cái hàm public void input nhé, hàm hiển thị. Thì sau cái phần hiển thị hàm nhập này, chúng ta có thể copy một tí bên phía này, nó cũng na ná nhau mà, hàm input này các bạn có thể copy code nó cũng thế thôi. Rồi gen cái mã này xong rồi, bây giờ các bạn sẽ thực hiện quá trình viết cho thầy lần lượt các cái chức năng như sau. Duration code thì đã xong này, from time to time và price. Rồi ok, các bạn sẽ vào cái enter thời gian bắt đầu, ở đây chúng ta gọi là start time cho người ta vào. Thì đây chúng ta nó sẽ là integer.py, nó là cái giá trị trong khung giờ ngày đấy, là ví dụ như từ 8 giờ đến 10 giờ chẳng hạn, các bạn vào như thế. Tiếp tục nữa là các bạn vào cái thời gian kết thúc là enter end time. Phần này thì thầy chưa check nhé, cái dữ liệu validate cái này, ví dụ như nó vào khung giờ trùng lặp giờ nhau chẳng hạn thì chấp nhận thôi. Trong trường hợp này ví dụ như chúng ta hiểu như nôm na là một cái khu nó có nhiều bể bơi chẳng hạn, mở các khung giờ trùng lặp được thì chúng ta chấp nhận kiểu thiết kế đấy. Rồi to time rồi xong, các bạn là vào cái giá trong cái khung giờ này, enter price cho cái thằng này nhé. Thì ở đây các bạn copy cái code này, sửa ở đây lại cho thầy thành cái price. Vậy là xong, ở đây coi như chúng ta đã vào được đúng cái yêu cầu đề bài rồi, sẽ có giá thời gian bắt đầu rồi thời gian kết thúc và cái mã khung giờ đã được xem tự động ở đây rồi nhé. Như thế là coi như chúng ta đã xong phần về duration time đã xong này, monkey money ticket rồi, daily ticket rồi, ticket cũng đã xong. Và chúng ta sẽ đi đến cái phần tạo ra một cái lớp khác nữa là quản lý cái phần sử dụng bể bơi. Phần này chúng ta có thể tạo ra một class, chúng ta đặt cho nó là booking, là đến hoặc là check in được gì, cái này chúng ta đặt thế nào cũng được. Ở đây cái lần lượt chúng ta sẽ có mã vé, chúng ta đặt nó là ticket code và cái duration code. Đây là hai cái mã mà chúng ta bắt buộc phải điền vào. Và tiếp tục nữa là ở đây nó sẽ có thời gian vào, ở đây các bạn cho cái date là check in time, thời gian check in chẳng hạn như này. Rồi ok, chúng ta tạo ra cho thầy một cái hàm tạo không đối. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ generate ra các cái bộ getter cho thằng này. Rồi ok, tiếp theo các bạn viết ra các hàm nhập dữ liệu public void input nhé, là cái phần này chúng ta sẽ nhập cái thông tin dữ liệu cho thằng này. Các bạn viết ra một cái hàm scanner như thế này là ok rồi. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cần yêu cầu người dùng là enter cái mã ticket code là gì, người ta phải vào cái mã này nhé. Thì giống như đề bài này có yêu cầu là khi mà thực hiện cái quá trình vào bể bơi, trường hợp khách hàng không có vé tháng ấy, thì sẽ yêu cầu cấp vé ngày cho người ta. Thế thì các bạn để ý cho thầy này, khi mà vào cái mã ticket ấy, chúng ta nên hỏi người ta một trường hợp như sau, là cái chỗ này này các bạn nên hỏi người ta là sử dụng using money ticket hay là sử dụng đến đây
và người ta chọn các cái loại vé chẳng hạn. Ticket là gì? Một là sử dụng theo kiểu monthly ticket, tức là vé tháng. Hai là xem người ta dùng cái thằng daily ticket chẳng hạn. Ở đây chúng ta sẽ hiển thị cho người ta chọn. Trường hợp nếu như người ta, các bạn sẽ phải viết một cái hàm như sau là int true cho phép người ta lựa chọn cái kiểu dữ liệu, kiểu vé mà người ta sẽ vào scanner.nextline như thế này. Thì các bạn để cho thầy, chúng ta sẽ viết một cái hàm strip như thế này. Trường hợp cây thứ nhất thì như thế nào? Còn trường hợp ngược lại thì sao? Với trường hợp nếu như đây, nếu trường hợp một mà người ta sử dụng cái vé tháng thì các bạn yêu cầu người ta vào cái mã ticket đó, thì ở đây chúng ta sẽ ghi là ticket code bằng scan.neckline nhé. Đấy. Tiếp theo nữa này, các bạn để ý cho thầy là trong cái trường hợp nếu như người ta mà sử dụng vé ngày thì lúc đấy các bạn nên tạo ra một cái daily ticket cho người ta. Đây, daily ticket bằng new daily ticket nhé. Sau đó các bạn cho phép người ta nhập cái daily ticket này vào. Thì cái quá trình này nhập xong thì các bạn cần lưu lại cái daily ticket này ở bên trong cái phần quản lý dữ liệu data manage chẳng hạn. Thì lát nữa chúng ta sẽ viết cái này sau, cái này tạm thời chúng ta chưa viết này. Bây giờ sau khi viết xong thì các bạn sẽ get cái ticket code của nó để các bạn lưu vào trong phần này. Thì ticket code ở đây nó sẽ chính bằng cái daily ticket.get code, thì đây chính là cái mã nó đã được gen tự động, các bạn lấy luôn. Trong trường hợp nó là mã vé ngày thì các bạn vừa tạo cái daily ticket, sau đó lưu lại quản lý và sau đó lưu và gắn vào trong thằng booking này nhé. Như thế này là coi như xong cái phần daily ticket, làm giống như cái đề bài yêu cầu ở đây này, là trong trường hợp người ta vào check in đây, vào bể bơi, trường hợp mà khách hàng không có vé tháng thì yêu cầu tạo vé ngày cho khách hàng. Đấy, sau cái phần này rồi thì chúng ta đến cái phần là chọn cái khung giờ. Các bạn là yêu cầu người ta vào cái khung giờ nào, enter duration code nhé. Cái khung giờ người ta vào là gì thì các bạn cho người ta nhập cái duration code thế này bằng scan.neckline. Các bạn chú ý cho thầy này, cái đoạn này các bạn cũng phải kiểm tra xem cái duration code có tồn tại hay không nhé, cái khung giờ đấy có tồn tại hay không. Thì tự check cái này, có thể các bạn hiển thị ra cái khung giờ hiện có trên hệ thống chẳng hạn, list ra để cho người ta chọn tùy, nhưng trong phần này thầy tạm thời bỏ qua, các bạn tự code thêm cái chức năng đó vào. Tiếp theo nữa là cái check in, thì cái check in này thì cái thời gian nó lấy luôn cái giờ hệ thống cho nó nhanh. Đây, thời gian check in lúc mà họ đến cái bể bơi thì chúng ta lấy luôn cái thời gian đấy thì đưa vào cái thằng check in này. Vậy là coi như là chúng ta đã xong cái phần booking. Vậy là coi như cái phần này ok này. Thế thì chỗ này chúng ta còn thiếu mất một là sau khi nhập cái vé này xong các bạn phải lưu lại. Cái thứ hai ở chỗ này này thì các bạn cần phải hiển thị tất cả cái duration time ra. Cái này để cho phép người khách hàng chọn. Đây. Sau đó các bạn sẽ chọn từ cái đống này nhé. Chú ý cho thầy. Thì viết thêm cái này nữa cho nó hoàn thiện cho thầy này. Còn cái duration time thì check xem cái chỗ nào. Cái duration time này thì thầy nghĩ là cũng ok rồi. Daily ticket này đơn giản rồi. Còn cái ticket, daily ticket này thì còn một cái nữa này. Các bạn cũng để ý cho thầy là cái này. Các bạn cũng cần phải code thêm cho thầy cái đoạn chức năng đây là show tất cả các cái duration time. Cái này để cho người ta chọn. Đấy, phải làm như thế này thì chỗ này nó không bị lỗi này. Làm ở đây cho thầy cho chức năng lựa chọn nhé, chọn các khung giờ thì khỏi phải check. Sau
sâu ra thì khoảng check chỗ này các bạn cần sửa cho thầy thêm chỗ này nữa. Vậy là coi như tất cả các part object các bạn làm là đã xong, và bây giờ các bạn chỉ cần viết cái chương trình quản lý cái thằng này, thế là được rồi nhé. Thì làm về phần này thì thầy nghĩ như sau, là chúng ta cũng nên code theo kiểu singleton thì nó tiện hơn. Các bạn có thể tạo ra một cái data MR này nhé. Sau code theo kiểu singleton thì chúng ta code như sau: private này, static data manip instance bằng null. Tiếp theo nữa chúng ta tạo ra một cái hàm tạo theo kiểu private để chúng ta không tạo nó ra được ở ngoài. Chúng ta viết một cái hàm public synchronize chẳng hạn, static ok data mr get instance. Đây, các bạn sẽ kiểm tra nếu cái này nó mà bằng null thì chúng ta sẽ khởi tạo cái object này lên, new data. Và ở đây chúng ta thì turn cái thằng instant lên. Ở đây các bạn nên viết một cái chương trình quản lý về cái bể bơi đó. Rồi, chúng ta sẽ còn thiếu mất một cái trường hợp nữa là viết ra cái lớp swimming pool để quản lý cái bể bơi này. Thì các bạn để ý cho đây này, bể bơi các bạn cần quản lý là gì? Cái đầu tiên các bạn cần quản lý là danh sách tất cả các vé. Các bạn có thể viết ra cái list, các bạn làm theo kiểu đa hình chẳng hạn cho nó dễ, gọi là ticket ở đây để quản lý nữa này. Thì tùy làm đa hình được, còn không thì thích thì cho cụ thể lên được, money ticket bằng new array list tùy các bạn. Ở trong bài này thì thầy nghĩ nên tạo theo kiểu này cũng được cho nó an toàn khỏi mất công check, lại phải viết thêm cái hàm check nữa mất thời gian. Đây, daily ticket bằng new array list. Thầy hướng dẫn nốt cái này, sau đó là về viết thêm cho thầy cái, hoàn thiện cho thầy cái chức năng menu nhé. Bài này thầy cứ tưởng dễ nhưng mà làm hóa ra mất thời gian hết. Rồi tiếp tục nữa là quản lý cái duration cho thằng này, cái khung giờ của cái phần cái bể bơi đó, duration time. New. Có gì thầy sẽ đẩy lại mấy cái bài căn bản để cho các bạn khác ôn nhé. Còn bài này thì cũng khá là nhiều chức năng. Rồi ok, chúng ta sẽ có phần quản lý thêm cái phần booking nữa là ok. Ok bằng new array list. Ok như thế này là được rồi. Rồi đợi thì chút thì tắm cái sạc không có hết pin để tắt luôn. Rồi, đầu tiên là các bạn tạo ra cái hàm tạo không đối này. Rồi, tiếp theo là chúng ta tạo ra cả cái bộ getter cho cái chương trình này. Rồi, vậy là coi như đã xong. Thì rồi, ok, phần này thầy nghĩ là đã xong rồi, là quản lý danh sách các cái bể bơi. Theo thầy nghĩ là cái đoạn này tạo mảng về cái chỗ swing area này, thầy sửa nó thành swing pool này nhé. Thì cái thằng swing area này thầy nghĩ là nó cũng cần phải có thêm các cái trường thuộc tính là các cái code riêng của nó để chúng ta quản lý. Chúng ta thêm vào, lát nữa thầy sửa cái đề, một cái mã, hai là chúng ta nhập cho nó thêm cái địa chỉ. Đây thì chúng ta sẽ quản lý dễ hơn, về sau chúng ta tìm theo cái code để chúng ta nhập vào cũng được. Ở đây chúng ta viết cái hàm public void input
các bạn về viết hàm hiển thị sau nhé, tự viết thêm hàm hiển thị cho thầy, coi như nó là cái bài tập để cho các bạn hoàn thiện thêm như thế này. Rồi ok, chúng ta sẽ copy cái đoạn nhập dữ liệu cho nó nhanh. Chúng ta chịu khó đợi tí, bởi vì thầy sửa đã nốt đây nè. Cái này các bạn nhập vào cái code cho cái bể bơi đó là gì. Cái này thì ở đây chúng ta không đặt điều kiện cho nó nhé. Tạm thời bỏ đi. Rồi ok, chúng ta nhập cho nó cái địa chỉ chẳng hạn. Enter. Address. Ok. Address. Bằng. Scan. Neckline. Ok. Về phần này là coi như chúng ta làm như này đã xong rồi nhé. Chức năng này ok. Ở đây chúng ta tạo ra một cái list để quản lý danh sách bể bơi. Chúng ta gọi là swimming pool. Ok, bằng new swimming. Rồi ok, nó sẽ chứa danh sách tất cả các cái bể bơi ở Hà Nội của các bạn. Tạo ra thêm các cái bộ register này nữa cho cái chương trình này nữa là xong. Ok, rồi chúng ta đã có một cái thành phần để quản lý danh sách tất cả các cái bể bơi trong cái chương trình này rồi nhé. Tiếp theo nữa là các bạn ra cái thằng main này, này. Các bạn viết tất cả các cái chức năng của nó ở đây. Tùy thằng nào tạo ra menu controller để quản lý cũng được, còn không thì code hết ở đây cũng được nhé. Static void show menu. Thì ở đây chúng ta sẽ viết cái tất cả các chức năng cho cái chương trình này. Một là add cái thằng swimming pool, tạo ra một cái bể bơi đơn giản vậy thôi. Tiếp theo nữa là hai là cái money ticket. Cái này có nghĩa là gì? Khi các bạn chọn hai này thì các bạn sẽ yêu cầu người dùng là vào, tức là vào cái mã của cái bể bơi đó, sau đó là từ đấy các bạn áp vé tháng cho người ta lên trên chính cái bể bơi đó nhé. Tiếp tục swimming bar là chức năng về vào bể bơi, chúng ta gọi là chức năng booking. Thì đầu tiên khi vào booking này thì cũng lại vào cái, thường là cái chỗ này ấy, vào bể bơi nào nó sẽ tự động có cái mã đấy rồi, nhưng thôi chúng ta do viết ở chương trình này đang chung chung thì các bạn đầu tiên sẽ yêu cầu người ta là vào cái mã bể bơi, sau khi vào mã bể bơi rồi thì mới yêu cầu người ta lựa chọn chức năng là sử dụng vé tháng hay vé ngày, xong làm giống như cái chức năng booking nhé. Thì tất cả những cái chức năng liên quan đến 2, 3 này thì trước khi làm các chức năng này thì các bạn cần sâu một cái chức năng là yêu cầu người ta nhập vào cái mã bể bơi mà họ vào nhé. Thêm cái đoạn đấy cho thầy là ok. Tiếp tục là 4 là chúng ta sẽ thống kê cái số tiền thu được. Đây chức năng statistics, thống kê cái doanh thu chẳng hạn, profit of month. Bài daily chúng ta làm cái này. À theo ngày. Còn cái này thì mới là năm. Cái này thì mới theo tháng. Tháng thì gồm cả daily và cả cái phần theo tháng nữa nhé. Và 6 là exit phát chương trình. Tiếp tục 7. À đây, chức năng chọn. Thì cái phần này các bạn về code thêm cho thầy. Thầy viết cho cái bộ khung, sau đó là về hoàn thiện thêm này nhé. Scanner. Ok. Scan bằng new scanner. Cái chương trình này thì coi như là cũng gần hoàn thiện này. Về code node chấm in. Rồi int true. Các bạn viết một cái game cấu trúc cây của cái thằng này thôi. True. Khác với 6.
Ở đây đầu tiên là show cái menu lên, sau đó cho chu bằng integer.find_in scanner.neckline, rồi tạo ra bộ script cho phép người ta chọn từng chức năng. Trường hợp 1 là gì? Tự viết vào. Rồi sau đó là viết cho thầy thêm cả chức năng 2 thì làm như nào nhé. Các cái hàm có sẵn hết rồi mà. Viết thêm cho thầy 3 break cây 4 break cây 5 break cây 6 default. Cái này là chúng ta hiểu hôm nay là người ta nhập sai input fail. Cái này các bạn cho là thoát chương trình exit. Tương tự như thế thì về hoàn thiện cho thầy các cái cây 1, cây 2, cây 3, cây 4, cây 5 nhé. Ở đây code này có rồi. Các cái hàm ở đây có hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi hàm hiển thị thôi. Còn các thứ ở đây thầy nghĩ là ok rồi đấy nhé. Thì về hoàn thiện nốt cho thầy.